Wow, hôm nay Ruby Bảo Ngọc sẽ giới thiệu với các bạn một con cua nha. Đây là cua biển này. Bây giờ mình chưa dám mở cái dây này ra các bạn nhé, vì mình sợ nó cắn lóc. Cua rất to các bạn ạ. Cua này mẹ của Ruby Bảo Ngọc vừa mua cho Ruby Bảo Ngọc. Cua có hai cái càng rất là to, có 8 cái chân nhỏ, mắt của nó kìa các bạn, có 2 con mắt luôn. Cái miệng của nó có cái gì mà chứ kìa, à như là cái râu đấy. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh Ruby Bảo Ngọc với nha. Green jar.